Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách đánh bóng tả ra để các bạn có cái lựa chọn cho các bạn cái cách phù hợp nhất. Các bạn chú ý xem hết video thì mình sẽ hướng dẫn. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ đánh ra tả ra theo kiểu truyền thống, thì nó tùy theo từ các mảng nha, tùy theo các mẫu ra và tùy theo các mảng để chúng ta vẽ. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái chì 2B đánh vào các cái mảng ra, nó tương đối sáng. Các bạn phải đánh khít nét. Các bạn đánh khít nét này, ngả tay đây, ngả chì đây nhé. Các bạn ngả chì đây giống tôi này, các bạn đánh khít nét này nha. Đó, đánh khít nét này các bạn nhìn nhé. Đánh khít nét như thế này. Rồi, đánh khít nét cho một cái mảng ra đó, chì 2B. Chúng ta sử dụng chì 2B nhé. 2B. Chúng ta có thể sử dụng chì 2B có dầu hoặc chì 2B đen cũng được nha, ít dầu cũng được. Sau khi chúng ta đánh khít nét rồi và các cái vùng da sáng rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái tờ giấy, giấy ăn á, giấy ăn, giấy vệ sinh, chúng ta gấp nhỏ đi và chúng ta di đối nghịch với nó. Đó, di đối nghịch với nó thì nó sẽ được một cái nước da mỏng manh và rất là mịn màng. Khi mà cái mảng da đó nó đậm hơn một chút thì chúng ta có thể là chúng ta đè tiếp cái chì 8B lên. Chúng ta vẫn đánh nét khít. Có thể chúng ta đánh nghịch nét một chút nha. Đánh nghịch nét một chút hoặc chúng ta đánh là chỗ đậm, cái mảng da nó đậm hơn. Chúng ta có thể đánh sử dụng cái chì 8B, chúng ta vẫn ngả chì để chúng ta đánh. Nếu như các bạn nào mà không muốn di đấy thì chúng ta có thể là cứ thế là đánh thôi nha. Chúng ta cứ ngả chì chúng ta đánh, chúng ta đè cái chì 2B. Xin lỗi, chúng ta đè cái chì 8B lên. Cái chì 2B. Chứ chúng ta đừng có lấy cái chì 2B chúng ta đè 8B là nó không ăn nha. Các bạn lưu ý. Thì sau khi chúng ta đè chì rồi, chúng ta lại sử dụng cái giấy và chúng ta lại di nghịch với cái nét của nó nha. Chúng ta di nghịch với cái nét của nó thì nó sẽ ra một cái lớp da đậm hơn một chút. Đó. Thì khi mà chúng ta phải làm sao để cho cái nước da giữa sáng và tối nó khít, thì cái này thì chúng ta nếu mà da nó tối thì chúng ta lại lấy cái chì 8B, chúng ta đè nhẹ vào những cái chỗ khoảng cách nha. Đè nhẹ vào những chỗ khoảng cách này. Chúng ta lưu ý là đừng có chà nhiều. Nếu mà chà nhiều nó bị bóng, bởi vì là mình chà mục đích để cho nó tản chì ra, chứ không phải là mục đích để chà cho nó đen nha. Nếu mà nó chưa đủ đen, chưa đủ sắc độ, chúng ta có thể đánh thêm nha. Các bạn nếu mà các bạn không muốn di cho nó mịn thì chúng ta vẫn có thể đánh chì tương tự như vậy và chúng ta di đi. À, và chúng ta cứ thế đánh như vậy thôi. Còn nếu mà các bạn di thì chúng ta sẽ di đi, thì nó sẽ được một cái nước da nó như thế này hoặc đậm hơn. Đậm hơn vẫn được nhé, hoặc đậm hơn. Đây là một cách. Đấy, cho nó liền lạc với nhau. Các bạn nào mà không di thì có thể đánh chì, đánh khít nét, đánh cho nó liền lại với nhau thì nó sẽ thô nét, nó một cái đẹp riêng của nó nhé. Còn nếu mà các bạn nào muốn mịn thì chúng ta vẫn di đi. Tương tự như vậy thì cái vùng da của chúng ta nó sẽ đen thui nha. Đó, nó đen, nó từ đen ra. Đó, từ đen qua sáng này nó sẽ đen nha. Chúng ta lưu ý khi mà nó có khoảng cách thì chúng ta đừng nên để khoảng cách, chúng ta phải tỉa cho nó liền lại. Đó. Nó sẽ liền, sắc độ sáng qua tối nha. Đây là một kiểu đánh da tả da bằng bút chì, chỉ có cần cây một cây 2B và một cây 8B. Và cái bước thứ hai, đây là cái thứ nhất mà đến cách thứ hai. Cách thứ hai, chúng ta có thể dùng cây cọ, chúng ta tả ra cây cọ nha. Cây cọ thì các bạn, nhiều bạn không biết dùng cọ nên tại sao mà nó cứ lem nhem, nó bẩn. Em dùng cọ nó cứ lem nhem, nó bẩn, tại vì hay bình luận ở kênh của mình ấy. Thì hôm nay mình giải thích luôn là tại sao mà người ta có cọ nó không có bẩn mà các bạn ấy, nó cứ bẩn nha. Mình sẽ giải thích luôn. Đầu tiên chúng ta phải sử dụng cái chì 2B, chúng ta lót tương tự như cái lớp đầu tiên này cho một cái lớp da nha. Chì 2B kể cả nhạt xíu cũng được, chúng ta phải lót hết một lớp da. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái chì 2B. Chúng ta lót hết một lớp da và chúng ta di nó đi để nó tạo một cái lớp lót trước cho một cái tranh của chúng ta. Ở trên đây thì có thể nó hơi sáng, các bạn không nhìn thấy, nhưng mà các bạn vẫn nhìn thấy mờ. Đó, cái lớp da nó phải như này trước nha, hoặc đậm hơn một chút. Tiếp theo đó thì chúng ta mới sử dụng cái than. Chúng ta có thể sử dụng bột than, bột chì đấy, hoặc không có thì chúng ta sẽ lấy cái cây than chúng ta mài ra. Đây, cái than này chúng ta mài ra, mài ra nha. Hoặc là bút chì 8B chúng ta mài ra, chúng ta mới lấy cái cọ chúng ta đánh vào đây và chúng ta thử test ra ngoài này trước. Các bạn lưu ý nha, test ra ngoài trước bắt đầu chúng ta mới đi vào da. Chúng ta đi nghiêng cọ lên một chút
Cái này nó rất là khó, bởi vì là nó chỉ đi cho cái mảng nhỏ thôi. Nếu như mà các bạn đi vào cái vùng má hay là cái mảng lớn thì có thể nó sẽ bị rỗ. Các bạn không kiểm soát được thì nó sẽ bị rỗ. Các bạn đi nghiêng cọ. Đó. Các bạn thấy nhé. Các bạn đi nghiêng cọ một chút. Nghiêng cọ một chút. Các bạn có thể phủ lên bờ mi mắt hay là mũi, tất cả thứ nó rất là đẹp. Đó. Chúng ta nghiêng cọ đi, chỗ nào nó đen hơn thì chúng ta sẽ chấm đen hơn một chút, chúng ta test ở đây này. Nó đen hơn này. Đánh nghiêng cọ nhé. Chúng ta đánh nghiêng cọ. Ngả nghiêng cọ, ngả tay ra. Ngả tay ra. Ở dưới video thì nó rất là đậm, nhưng mà lên đây có thể nó sẽ nhạt hơn một chút nha các bạn nhé. Đó, đây là cách để chúng ta sử dụng cọ. Đó, chỗ nào nó sắc thì chúng ta cũng có thể đánh sắc như vậy được này. Đó. Được này, đây này. Ngả cọ ra. Chúng ta sử dụng cọ dẹt. Chúng ta có thể sử dụng cái cọ dẹt. Chúng ta đi nha, cọ dẹt các bạn lưu ý nhé. Và chúng ta cứ chỗ nào tối thì chúng ta cứ đánh nhiều lớp lên như thế. Nhưng mà sử dụng cái cây cọ thì chúng ta phải thật sự khéo léo. Và bắt buộc cái lớp đầu tiên chúng ta phải lót thì nó sẽ không bị lỗ nha. Nếu mà chúng ta không sử dụng khéo léo thì nó sẽ bị đốm đốm như vậy này, đốm đốm. Các bạn sử dụng cọ lưu ý. Và cách thứ ba là sẽ sử dụng cho cái nước da nó dày nha. Đối với nước da dày thì chúng ta sẽ sử dụng như này. Đây là cái chỉ 8B. Chúng ta sẽ đánh vào những cái điểm nó tối. Chúng ta sẽ đánh vào những cái điểm tối, chỉ 8B. Chúng ta sẽ đánh vào cái điểm da tối. Nha, chúng ta đánh dày vào những cái điểm nó tối. Cái này tôi hướng dẫn rất là nhiều ở trong kênh nhé các bạn nhé. Vẽ mắt rồi là vẽ da bằng cái chì, bằng cái tất cả các công cụ này rất nhiều, nhưng mà các bạn đôi khi các bạn không bấm vào kênh, các bạn không xem. Cho nên là tôi sẽ làm một trong ba cái video này luôn. 3 trong 1, xin lỗi các bạn. 3 trong 1 cái video này để các bạn tham khảo hết luôn. Cho nó dễ làm, tôi làm rất là ngắn gọn xúc tích, không có rườm rà nha. Rất là dễ hiểu. Còn nếu các bạn tham khảo thêm ở trong, các bạn bấm vào kênh, tên kênh thì nó sẽ có rất là nhiều video để các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái chì 8B, chúng ta đánh ra cái vùng da 8B nha. Chúng ta tách mảng xong chúng ta sử dụng chì 8B luôn cho các mảng da dày. Và chúng ta sẽ sử dụng cái cây di chì. Chúng ta di vào nó. Chúng ta di vào nó. Nó sẽ ra được một sắc độ đậm rất là đẹp. Các bạn bấm vào kênh sẽ có rất nhiều video hướng dẫn cho các bạn nhé. Còn các bạn là muốn học online thì bấm vào kênh có số điện thoại liên hệ với tôi nhé. Và nhắn tin cho tôi qua Zalo. Đó, cái nước da bằng cái gì chỉ. Rất là đẹp nha. Rất là đơn giản. Tôi hướng dẫn các bạn thực tế, không tua nhanh. Và rất là thực tế, không có rườm rà và cũng không có cầu kỳ nha. Chúng ta chỉ cần sử dụng hai cây chì 8B và 2B. Tất cả cách vẽ tóc rồi là tất cả mọi thứ, các bạn chỉ cần bấm vào kênh của tôi là sẽ có hết tất cả mọi thứ nha. Bởi vì kênh của tôi là kênh hướng dẫn các bạn vẽ nha. Chứ tôi không có vẽ, tại vì tôi không có thời gian để vẽ tranh đăng lên, mà tôi chỉ có hướng dẫn các bạn được những cái video thực tế và ngắn như vậy thôi nha. Và chúc các bạn thành công và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ để tôi có động lực ra nhiều video mới cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. HT ạ các bạn nhé. HT ạ.